Chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình trở lại với cái bài ghép thêm nam châm cho loa, một cái sáng tạo mà mình đã làm cách đây khá lâu nhưng có rất nhiều cái vấn đề mâu thuẫn xảy ra, rất nhiều ý kiến trái chiều và một số ý kiến là có vẻ như không tin lắm. Với một số bạn thì nói rằng là không biết đặt chiều nào cho nó đúng. Và cũng có một số comment nói mình rất là khó nghe. Cho nên mình hôm nay mình quyết định làm cái video clip này. Và mình sẽ quyết định tháo một cái cặp loa, cái đít loa của BMB ra. Từ ban đầu thì khi mình tháo ra thì nó sẽ là nguyên bản như vậy. Nó là đẩy nhau. Tuy nhiên thì mình sẽ có một số phân tích bởi vì mình cũng giống như các bạn thôi. Đây là cái là phát minh ra lần đầu, mà đã là phát minh thì chẳng có cái trường lớp hay là cái sách vở nào có thể dạy được, mà chẳng qua là phát minh thì tất nhiên đã là phát minh thì nó là cái điều hoàn toàn mới mẻ, và mới mẻ thì tất nhiên dùng nó sẽ có những cái khiếm khuyết hay là những khuyết điểm mà cần phải có thời gian thì mới khắc phục được. Vì thế mà ở đây là cái công việc là do mình phát minh ra, thì cái chuyện nó có khuyết điểm hay là nó có còn thiếu sót cái gì thì đó cũng là cái chuyện bình thường. Cho nên là các bạn đôi khi cũng cứ hay chỉ trích. Thì là một số bạn nói rằng là đặt chiều nào thì nó đúng và đặt chiều nào thì không đúng, thì tí nữa mình sẽ có một cái số lý giải sau. Nhưng đầu tiên có một số bạn cho rằng nó không có tác dụng khi mà cái cuộn dây nó nằm ngoài nam châm thì nó chẳng có cái tác dụng gì hết. Cho nên mình mới đưa ra một cái thử nghiệm như sau. Đầu tiên thì mình sẽ đo đo xem cái chiều dày của cái loại BMB này. Cái miếng sắt ở phía sau của loa BMB nó rất là dày. Nó dày hơn cái loa khác khá là nhiều. Nó dày khoảng độ 8 ly. Vậy tại sao nó lại đặt dày như vậy? Và tại sao nó lại đặt theo cái chiều đẩy nhau mà nó lại không đặt theo chiều hút? Bây giờ mình sẽ thử nghiệm đầu tiên là mình sẽ đặt cái cuộn dây lên một miếng mút và đặt lên trên cao khỏi cái nam châm, ra khỏi ngoài phía ngoài cái nam châm. Cách xa, thậm chí là còn dày hơn cả cái thanh sắt của BMW. Xem cái nam châm nó có tác động vào cái cuộn dây được hay không. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho nó bằng cái nguồn 12V vào cuộn dây. Mình sẽ cấp điện cho nó. Nếu như cuộn dây mà đặt ở ngoài thì chắc chắn cuộn dây sẽ nằm im thin thít, không động đậy gì. Ở đây mình quên không thử cho các bạn thấy. Nhưng nếu như cuộn dây đặt ở đây, có nghĩa là nó đã hút. Khi mà nó đã nhún cái mút xuống, xuống 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 cứ mỗi lần mình cấp điện cho nó. Và bây giờ mình sẽ cách ly nó một cái đĩa bằng nhựa có tráng men một lớp bạc của đĩa CD. Nó vẫn hút. Bây giờ mình sẽ đảo ngược nam châm lại cho các bạn dễ hiểu. Đảo ngược thì nó sẽ đẩy, hoặc là các bạn đảo đầu hai hai nguồn điện nó cũng sẽ đẩy. Và khi mà để cái cuộn dây nằm ở sát trong lòng loa thì tất nhiên thì nó sẽ hút mạnh hơn rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử nghiệm ở nó ở một cái mức độ gọi là nằm ra khỏi cái ngoài phạm vi của cái cục nam châm, chứ mình không có để ở trong cục nam châm. Để trong cục nam châm thì tất nhiên thì nó sẽ đẩy càng gần thì nó sẽ đẩy càng mạnh. Nhưng mình sẽ quyết định để nó nằm ra ngoài hẳn cái cục nam châm. Như vậy là nó vẫn có tác dụng, vẫn có tác động đến cuộn dây khi mình cấp điện vào, có nghĩa là từ trường của nam châm nó đã bao phủ một cái khoảng khá là rộng. Bởi vì các bạn cứ tưởng tượng như sau, hai cục nam châm nếu các bạn để gần đến khi nào mà
lực nam châm nó bắt đầu hút, thì lúc đó là cái khoảng từ trường của nó đã có tác dụng đến đến đấy. Bây giờ mình cách ly kể cả là hai lớp đĩa nó vẫn hút, và tiếp theo mình sẽ lấy một cái phiến nhôm to hẳn lên để bao phủ lên cục nam châm thì nó vẫn có tác dụng chứ không phải là không có. Có nghĩa là để chắn được cái từ trường của nam châm là rất là khó, bởi vì cái từ trường nam châm nó đi xuyên qua rất nhiều, rất xa, hầu như tất cả. Với cái cục nam châm nhỏ hơn thì tất nhiên lực đẩy nó sẽ nhỏ hơn, và khi lực đẩy nếu mình đảo chiều thì chắc chắn là nó sẽ thành lực hút nếu mà đảo chiều nguồn điện. Nhưng mình để cái lực đẩy cho nhìn cho nó dễ, và mình sẽ đánh dấu B lên cái mặt lực đẩy của nó. Thực chất ra là nó có thể biến thành hút nếu như các bạn đảo chiều dây, nhưng mà mình sẽ đánh dấu tất cả cùng chiều về mặt lực đẩy và không đảo nguồn điện. Mình sẽ để cực dương của nguồn điện đúng như cũ và thử tất cả các mặt của nam châm, thì cái cục nào cũng đẩy hết, cuộn dây hết, thì mình đánh dấu khi tất cả các cuộn dây đều cục nào cũng đẩy hết thì mình sẽ đánh dấu nó là B và mặt A sẽ là nằm bên dưới. Bây giờ mình sẽ thử đến cái cục nam châm nó đang nằm ngay tại cái loa luôn, và mình cũng cấp điện đúng cái cực như cũ, tức là dương với dương, âm với âm, thì nó vẫn là đẩy và mình cho đó là B, và mình sẽ đánh dấu nó là mặt B nằm phía trên. Vậy là tất cả đều B, tất cả các cái cục nam châm đều có tác dụng đẩy cuộn dây lên lên một chiều. Như vậy thì khi nó có tác dụng đẩy cái cuộn dây về một phía, có nghĩa là nó có tác dụng tất cả đã cùng chiều. Khi các bạn lắp hai cái cục nam châm vào thì chắc chắn là nó sẽ đẩy cuộn dây cùng về một phía, và hai cái cục nam châm đó sẽ cộng hưởng. Bây giờ khi mình ghép vào thì đúng là hai mặt mặt trên là B ghép với mặt B thì đúng là hai mặt hút nhau chứ không phải là hai mặt đẩy nhau. Vậy các bạn ghép thêm nam châm để cho nó tác dụng tốt nhất khi mà nam châm của bạn yếu hoặc là một cái loại nam châm dở, thì chắc chắn các bạn sẽ phải ghép theo cái chiều hút nhau chứ không phải là chiều đẩy nhau. Bởi vì khi ghép chiều theo chiều hút nhau thì cả hai cái cục nam châm nó sẽ được cộng hưởng và cùng đẩy cuộn dây một lượt một lúc để cho nam châm nó trở nên mạnh hơn, có nghĩa là từ trường nó trở nên mạnh hơn. Nhưng mà bây giờ kiểm tra loa BMB thì nó lại khác hoàn toàn. Kiểm tra BMB thì nó lại khác hoàn toàn. Tại sao vậy? Tại sao BMB nó lại không ghép theo cái kiểu hai cục nam châm hút nhau mà nó lại ghép theo cái kiểu hai cục nam châm đẩy nhau? Nó ghép như vậy là bởi vì nó có lý do của nó chứ không phải là không. Thứ nhất là cái thanh sắt ngay phía sau của đít của cái loa đó nó dày hơn những cái loa khác. Cái sắt đó không có tác dụng là thay đổi cực tính của nam châm. Nó có thể chắn bớt đi từ trường của nam châm, hãm đi bớt đi từ trường của nam châm rất là đáng kể. Càng dày thì nó sẽ càng chắn được nhiều hơn. Vậy tại sao kể cả cái loa tép của BMB nó vẫn cứ làm theo cái chiều gọi là hai chiều đẩy nhau? Thứ nhất là cái việc đầu tiên nó không phải để chắn nhiễu, chắc chắn 100% không phải để chắn nhiễu. Nếu như nó chắn nhiễu thì nó sẽ làm giống như một cái loa vi tính, giống như mình đang chỉ vừa rồi trên trên màn hình. Mà đây ví dụ cái cục nam châm của BMB nó là cái loại xịn rồi, ở dưới xịn rồi, thì nó không cần thiết phải gắn thêm một cục nam châm thứ hai để cho nó tăng độ xịn lên hay là để cho nó khỏe hơn gấp đôi. Bởi muốn khỏe lên thì nó sẽ dùng cái cục nam châm to hơn chứ nó không cần mất công phải gắn thêm một cục nam châm thứ hai làm gì cho nó mệt. Vậy thì nó gắn thêm cục nam châm thứ hai làm gì? Một cục ở dưới thì là cục đẩy, cục ở trên thì có lực gọi là lực kéo. Như vậy thì một thằng đẩy một thằng kéo, mà thằng kéo là thằng phía trên, cái thằng giữ lại là thằng phía trên, nó có tác dụng là giữ lại cái cuộn dây cho nó đỡ văng đi xa hơn. Có nghĩa là nó làm cho cái mặt trống căng hơn. Một số loa nó sẽ thiết kế theo cái kiểu là cái màng phải cứng thì trống nó mới chắc được, phải mạnh hơn, thành ra cái tiếng trống nó sẽ căng hơn.
Tuy nhiên làm như vậy thì âm ly nó phải khỏe và tiếng trống nó sẽ chắc hơn. Các bạn cứ tưởng tượng như cái mặt trống càng căng, càng đỡ bị rung động nhiều thì tiếng trống càng chắc